Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ tổng hợp tin tức mới nhất về bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 và mình sẽ giới thiệu về Nguyễn Thị Ánh Viên, tiểu tiên cá của Việt Nam, người đã dành cho đội tuyển Việt Nam rất nhiều huy chương vàng. Và đây là Nguyễn Thị Ánh Viên, biệt danh tiểu tiên cá, sinh 9 tháng 11 năm 1996, cao 1m73, nặng 53kg. Trong sự nghiệp của cô thì trong sự nghiệp SEA Games 30 tại Philippines thì cô đã giành 6 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Tổng là 38 huy chương vàng trong sự nghiệp quốc gia được tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2019. Rất là nhiều. Và đây là bảng tổng sắp SEA Games 30 mới nhất. Đội tuyển chủ nhà Philippines 135 huy chương vàng, 102 huy chương bạc, 106 huy chương đồng. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì đội Thái Lan thì vẫn 84 huy chương vàng, 90 huy chương bạc, 101 huy chương đồng. Còn đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã tăng thêm 12 huy chương, bám rất sát đội tuyển Thái Lan trên bảng xếp hạng. Còn đội tuyển Indonesia thì vẫn giữ ở cái mức 69 huy chương vàng. Đội tuyển Lào và Campuchia và Đông Timor vẫn chưa có huy chương vàng, nhưng đội Đông Timor đã có thêm được huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Mọi người thấy tin tức của mình hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.